Chị ơi, cho em tính tiền với ạ. Của chị hết 100. Cái gì? Chị có nhầm không thế? Một ly trà đá này mà 100 nghìn á? Nhầm là nhầm thế nào? Trà nhà chị là trà ngon, nước là nước khoáng tự nhiên, giá đương nhiên phải cao hơn những chỗ khác rồi. Nhưng mà làm gì đến tận 100 nghìn? Chị chặt chém nó vừa thôi. Ôi dồi ôi, chị chặt chém em làm cái gì? Chị lấy em như thế là có một tí lãi thôi. Trà nhà chị toàn chục triệu một cân thôi đấy. Chị nói điêu thế? Trà chục triệu một cân gì mà em uống chả khác gì trà đá vỉa hè cả. Đấy là em chưa cảm nhận được hương vị đặc biệt của nó thôi. Hay là em uống một cốc nữa đi, kiểu gì cũng cảm nhận được hương vị đặc biệt. Thôi, tôi không uống nữa đâu. Chị cũng không cần giải thích nhiều làm gì. Bây giờ tôi chỉ trả chị như tôi uống ở chỗ khác thôi. Chị cầm đi. Này, mày có bị lãng tai không? Ta bảo là 100 nghìn chứ không phải là 5 nghìn. Tôi không lãng tai, nhưng tôi cũng không ngu đến mức trả cho chị 100 nghìn một ly trà đá đâu. À, tức là mày muốn ăn không của tao chứ gì? Tôi không ăn không cái gì của ai bao giờ hết. Nhưng cũng đừng hòng ai lấy được cái gì của tôi. Đứng lại đấy. Anh ơi, con đứa đi ăn quỵt tiền của mình. Bỏ tôi ra đi, tôi đã trả tiền cho chị rồi. Chị mà làm quá tôi báo công an đấy. Này, nếu mà mày muốn đi báo công an thì trả tiền cho tao đi. Tôi không trả, các người đừng có ăn cướp giữa ban ngày. Anh xử lý nó đi, nó định quỵt tiền của mình đấy. Mày có trả tiền không chị bảo? Tôi trả đây rồi còn gì. 5.000 rách của mày, mang về nhà mà cúng nhá. Đưa 100.000 đây. Tôi không đưa, các người đừng có mà quá đáng. Tao cho mày cơ hội cuối cùng, mày mà không đưa ấy thì đừng hòng rời khỏi đây. Các người làm như thế này khác gì ăn cướp giữa ban ngày. Tao cướp đấy, mày làm gì được tao? Mày mà không đưa ấy, tao gọi thêm mấy thằng em tao ra xem mày ly được đến bao giờ. Tiền của các người đây, đồ ăn cướp. Sao thế? Ai trêu em à? Em tức quá chị ạ. Lúc nãy em uống trà đá ngoài kia bị chặt chém 100 nghìn một cốc. Thật á? Cái lũ ăn cướp đấy, chúng nó dám làm thế giữa ban ngày ban mặt à? Em cũng không ngờ mình gặp phải tình huống như thế này đấy. Thế em có trả tiền cho chúng nó không? Thì lúc đầu em cũng không định trả đâu. Xong rồi con mụ vợ lôi ông chồng ra dọa đánh em. Thế là em phải trả cho xong chuyện. Sao em không gọi chị ra để chị cho chúng nó một trận? Thôi chị ạ, chị em mình phụ nữ chân yếu tay mềm, không làm gì được bọn chúng đâu. Bọn chúng làm ăn bất chính như thế, chắc chắn là đằng sau có một đám xã hội đen bảo kê đấy. Ừ, em nói cũng đúng. Thôi, lần sau rút kinh nghiệm nhá. Mấy cái quán quen thì ngồi, chứ mấy cái quán ven đường á, đừng có tạt té vào làm gì cho nó khổ ra. Em biết rồi ạ, lần sau có cho tiền em cũng không thèm. Ừ, thôi làm việc đi. Nước của anh đây ạ. Chị lại chuyển chỗ ra đây bán rồi à? Cô là ai? Tôi biết cô à? Chị lại còn giả vờ nữa. À, hôm nay có khách ở đây nên chị diễn kịch chứ gì. Anh ơi, anh đừng uống nước của chị ta nữa. Tí nữa chị ta chặt chém tiền nước của anh đấy. Ô, hai con bé kia, mày nói cái gì đấy? Mày uống thì uống, không uống thì đi ra chỗ khác tao còn bán hàng. Anh ơi, anh cứ uống nước đi, đừng có nghe nó nói linh tinh ạ. Không sao, tôi không để ý đâu. Vâng. Anh ơi, anh đừng có tin chị ta. Chị ta lừa anh đấy. Hôm trước tôi uống nước của chị ta đòi tôi 100 nghìn một cốc. Ô hay, tôi lấy 100 nghìn của cô bao giờ? Tôi còn chưa gặp cô bao giờ luôn ấy. Đừng có mà đổ oan cho người bán hàng lương thiện như tôi. Chị nói mà không biết ngượng mồm à? Chị mà lương thiện cái gì? Hôm đấy tôi không trả tiền cho chị, chị còn gọi chồng chị ra định đánh tôi cơ mà. Chồng nào? Ta làm gì đâu có chồng. Mà tốt nhất là mày đi ra chỗ khác tao còn bán hàng. Mới sáng sớm nó gặp đứa ham như mày thì tao bán hàng kiểu gì? Loại người như chị á, chưa bị công an bắt là may rồi đấy. Ở đấy mà bán hàng. Đấy anh xem, tôi không làm cái gì cả mà nó cứ đứng chửi. Anh xem có tức không? Tôi thấy cô hơi quá rồi đấy. Người ta có làm gì cô đâu mà cô nỡ nặng lời với người ta như vậy. Tôi đang giúp anh đấy. Cô nói buồn cười thật nhỉ. Tôi có làm gì đâu mà cần cô giúp. Tí nữa anh bị chị ta chặt chém, xong rồi chồng chị ta gọi mấy tên giang hồ ra dọa nạt, thì đừng có trách là tôi không cảnh báo anh trước nhá. Anh cứ uống đi, trà đá nhà tôi cũng chỉ bán ngang ngửa những nhà khác thôi. 5.000 một cốc, không như nó nói đâu. Cô thấy chưa, người ta chỉ bảo 5.000 một cốc mà. Có như cô nói đâu, hay là cô nhận nhầm người rồi? Làm sao mà tôi nhận nhầm được, chắc chắn là chị ta. Thôi được rồi, cảm ơn cô đã có lòng tốt. Thế nhưng bây giờ tôi bận, không có thời gian nói chuyện với cô nữa.
Tôi đi đây. Tôi gửi cô. Em cảm ơn. Cô đúng là đồ cáo già. Mày vẫn còn non và xanh lắm, không chơi lại được với tao đâu. Cô cứ chờ đi, rồi những việc làm xấu xa của cô sẽ bị phát hiện thôi. Lại sao nữa thế? Em lại bị ai lừa à? Hôm nay em gặp lại có một bán hàng đáng ghét kìa. Thế em có chửi cho nó một trận không? Chửi cô ta cũng vô ích, cô ta mặt dày sẵn rồi. Thế em tức chuyện gì? Lúc đấy em thấy một người đang uống trà đá. Em có lòng tốt cảnh báo anh ta, thế mà anh ta không tin em, coi em như con hâm ấy. Nếu là chị thì chị cũng nghĩ thế đấy. Chị nói thế là thế nào? Em cũng chỉ muốn tốt cho người ta thôi mà. Thế em có quen người ta không? Em không ạ. Thế thì sao người ta phải tin em? Người ta chỉ quan tâm sự thật trước mắt thôi. Với lại lúc đấy cô ta vẫn lấy giá như bình thường đúng không? Vâng. Đấy, em thấy chưa? Em chửi mụ ta như thế mà mụ ta vẫn lấy giá như bình thường. Thế thì làm sao mà anh ta tin em được? Ngược lại, anh ta còn nghĩ em bị thần kinh đấy. Nhưng mà em... Em muốn giúp đỡ người ta ấy là ý tốt. Thế nhưng mà không phải ai cũng hiểu được ý tốt của em đâu. Thế cho nên là mình phải giúp đỡ đúng người, đúng lúc thì mới có giá trị chứ. Chị nói cũng phải. Thôi, đừng có bận tâm chuyện đấy nữa. Nhiệm vụ của em bây giờ ấy là đi gặp đối tác để ký hợp đồng đấy. Vâng, em chuẩn bị đi đây ạ. Ừ. Là cô... Không lẽ anh là anh Cường, chủ tịch tập đoàn ABA ạ? Còn cô là người BJ cử đến để gặp tôi à? Anh vẫn không tin những lời tôi nói à? Sao tôi phải tin? Tại sao tôi phải nói dối anh? Có hai trường hợp xảy ra. Một là cô có thù với họ, nên cô làm vậy để trượt đường làm ăn của họ. Hai là cô thấy tôi quá đẹp trai, nên cô bày trò ra để tiếp cận tôi. Anh nói gì cơ? Tôi mà phải làm như vậy để tiếp cận anh á? Anh mơ à? Ngoài hai lý do này ra, tôi không thấy lý do nào hợp lý hơn cả. Anh nhìn tôi thế này, không lẽ không đáng tin à? Không, tôi không có thói quen tin người lạ. Nhưng mà bây giờ tôi với anh không phải người lạ nữa rồi. Tôi chuẩn bị ký hợp đồng với bên anh rồi đấy. Chuyện này không hề liên quan đến chuyện đấy. Thôi được rồi, nhất định là tôi sẽ tìm được bằng chứng để chứng minh là tôi không nói dối anh. Có nhất thiết phải như vậy không? Có, tôi không tin là tôi không vạch trần được bộ mặt xấu xa của hai người đấy. Được, vậy khi nào có kết quả thì đến tìm tôi. Khi đó chúng ta bàn chuyện hợp đồng sau. Ơ, anh vừa mới nói là hai chuyện đấy không liên quan đến nhau mà. Sao bây giờ anh lại nói thế? Tôi nghĩ lại rồi, nếu cô không thể chứng minh lời cô nói là thật thì tôi không thể tin tưởng bên cô được. Anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà anh nhỏ nhen thế à? Tôi là thế đấy, không muốn hợp tác thì từ chối luôn. Tôi không muốn bắt ép. Thôi được rồi, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thích đáng nhất. Lại là các người à? Hình như mày vẫn cay cú bọn tao lắm nhỉ? Các người đã lừa được bao nhiêu người rồi? Nói chung là nhiều lắm, không đếm hết được. Cô cũng ra gì phết nhỉ? Tôi nghe vợ tôi nói, cô dám nói xấu vợ chồng tôi trước mặt khách hàng đang uống nước ở quán nhà tôi. Không phải là tôi nói xấu, mà tôi nói sự thật. Các người không làm chuyện xấu này được lâu nữa đâu. Mày có trò gì thì cứ dở hết ra, bọn này không sợ đâu. Nhưng mà vượt qua giới hạn của bọn này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cái mặt của mày đâu. Cô không phải dọa tôi. Cho dù tôi không vạch trần được bộ mặt của hai người thì sau này cũng có người làm thôi. Biết đâu đến lúc đấy bọn tao kiếm đủ tiền rồi, bọn tao mua nhà, mua xe, xong bọn tao chuyển đi chỗ khác rồi cũng nên đấy chứ. Hai người chỉ có chuyển vào tù ở là hợp nhất thôi. Con danh này, mày nói cái gì đấy? Anh cứ bình tĩnh, nó mất tiền nên nó cay cú ấy mà. Kệ nó, mình đi thôi anh. Chị Nhung, em nhờ chị một việc này. Việc gì thế? Cô đến đây làm gì? Anh đi theo tôi một chuyến đi. Đi đâu? Đi tìm bằng chứng. Lại là chuyện này à? Thôi, cô tự đi một mình đi, tôi không rảnh. Không được, anh phải đi. Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à? Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn minh oan cho bản thân mình thôi. Coi như là tôi cầu xin anh đấy. Nếu tôi không đi thì sao? Nếu anh không đi thì anh đừng có hối hận. Cô định làm gì? Tôi sẽ bám theo anh suốt cả ngày.
Anh đi ăn, đi uống cà phê, đi gặp bạn bè tôi cũng bám theo anh. Cô không sợ tôi bảo sếp cô đuổi việc cô à? Bị đuổi việc thì tôi cũng bám theo anh. Thôi được rồi, tôi sẽ đi với cô, nhưng chỉ lần này thôi nhá. Vâng, cảm ơn anh. Cô định giở trò gì đây? Anh cứ chờ đi, rồi sẽ thấy bộ mặt thật của họ. Chị ơi, thanh toán giúp em với ạ. À, vâng. Của em hết bao nhiêu chị? Của chị hết 5.000. Dạ, em xin. Sao lại thế nhở? Sao lại không bị chặt chém? Cô rảnh rỗi quá rồi đấy. Nhưng mà tôi... Tốt nhất là cô tránh xa tôi ra, mà đừng có làm phiền tôi nữa. Khoan đã, anh nhìn kìa. Anh kìa, sao anh lại trộm ví của người ta? Chúng mày từ đâu ra đấy? Chúng tôi nấp ở đằng kia, hai người bị lừa rồi đấy. Chúng mày được lắm, dám gai bọn tao à? Bọn tao thấy ví đẹp nên bọn tao xem thôi. Anh, trả ví đi. Tôi không cầm. Đây là bằng chứng phạm tội của hai người. Tôi sẽ báo công an để công an gô cổ hai người lên phường. Các người dám giở trò ăn trộm ăn cắp giữa ban ngày thế à? Bằng chứng nào là tao ăn trộm? Bọn mày thấy chưa? Bọn tao không hề ăn trộm, là nó làm rơi ví xuống đất. Chị không phải giở cái trò đấy. Ở bên kia chúng tôi đã quay video lại rồi. Lát nữa tôi sẽ gửi bằng chứng cho công an. Hai người không chối tội được đâu. Mày... Tôi đã nói với các người rồi, các người chỉ có chuyển vào nhà tù mà ở thì mới hợp với các người thôi. Con khốn này, đưa điện thoại đây. Anh thấy chưa, tôi đã bảo là bọn họ xấu xa lắm mà. Nhưng mà tôi có thấy bọn họ chặt chém gì khách đâu. Anh, thôi được rồi, tôi trêu cô thôi. Coi như là tôi sai, đã không chịu nhận lòng tốt của cô. Để bù đắp lại sai lầm của mình, ngày mai tôi sẽ đến công ty của cô để ký hợp đồng. Được, anh nói là nhớ phải giữ lời đấy. Tôi chưa bao giờ nói mà không làm. Tôi cũng thế. Thiên An, em giỏi thật đấy, kéo được cả chủ tịch danh giá của tập đoàn ABA tham gia vào mấy cái trò bắt trộm vặt này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cái trò này đấy. Thú vị thật.